Tái ngộ cùng nhau trong một đêm nhạc, nàng họa mi tóc nâu tiếp tục sánh đôi cùng Hà Anh Tuấn. Trong phần giao lưu, Hà Anh Tuấn trêu Mỹ Tâm bằng câu chuyện cô đã ăn hết một quả táo chỉ bằng hai cái cắn ngấu nghiến lúc 4 giờ tại sân bay khiến anh rất buồn cười. Trước lời trêu đùa của bạn diễn, Mỹ Tâm không khỏi e thẹn. Cô nói rằng nếu có thể hai người cũng sẽ đứng trên sân khấu và nói chuyện được cả đêm. Sự dịu dàng tinh tế của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm khiến khán giả ồ lên thích thú. Nhiều người nhận xét cặp đôi thực sự đã truyền cảm hứng âm nhạc rất tốt đẹp đến khán giả. Sau phần tương tác đầy tình cảm, cả hai đã cùng thể hiện lại ca khúc Đừng hỏi em vì sao của Mỹ Tâm tặng khán giả.